vàng. Ai sai mà bóng. Nói ông phải nói dốc chứ, ông khám phá ra cái bí mật rồi, bây giờ mình chủ động muốn vô chuyện gì là tùy mình à. Không biết mà. Phải rồi, tụi con đọc tên truyện, tụi con đặt tay vào sách là bay liền mà. Không dám đâu nhóc. Ông nhớ hôm trước á, giật lất đó hả? Cũng không phải gì đâu ông Tám, hên xui à. Ông Tám, nếu tìm ra được bí mật đó thì quá giỏi luôn. Sư phụ, ông đã bỏ công nhiều năm rồi nghiên cứu cái này mà. Đố mấy đứa biết hôm nay mình sẽ vô chuyện gì? Ủa chuyện gì đâu? Sự tích thạch sùng chắc luôn. À, chuyện này cũng biết nè. Mà nó khó chơi lắm tụi bay. Khó cái gì mà khó, chơi hết luôn tụi bay. Chơi đi, chơi đi. Mình cũng nhớ chuyện này rồi nè. Có lão thạch sùng đáng ghét lắm. Mình không muốn làm lão. Ông Tám, mình bỏ đi chuyện này được không? Giống như mình đọc sách bỏ bớt đi. Chơi gì kỳ vậy? Không chơi thì thôi, chơi phải chơi tới cùng. Thôi, ông Tám kêu một mình đi, nó bụng nó hồi về ăn cơm đó. Vậy con dẫn tụi nó về nhà trước nha ông. Bình bảo ở lại chơi thì về sau nha. Cái gì kỳ vậy? Về thì về luôn chứ. Lộn khổng quá, chơi không chơi ai thèm. Rủi mà có khách nó giận lên, ách lại lấy gì mà chơi. Thôi được, ông phải gương mẫu tiên phong vậy. Ông làm con thạch sùng cũng được. Coi nè. Đúng là phép màu nha. Tôi đi hả? Y chang thầy đồ à. Mà còn đẹp trai nữa chứ. Nhưng mà đừng có quên nhiệm vụ nha. Bữa nay nhất định là tôi phải kiếm ra cái thằng thạch sùng mới được. Cái thằng ăn mày đó, là nó xin ăn là nó phải ở chỗ đông người. Cái chỗ này làm sao mà kiếm nó ra được? Lại ông đi qua lại bà đi lại, xin bố thí cho kẻ nghèo hèn này ít xu kiếm cơm ăn qua ngày. Lại ông đi qua. Anh ơi, anh cho em xin vài xu, em sáng giờ đói bụng quá anh. Qua 3 ngày hôm nay chưa có miếng cơm nào ăn. Khốn nạn không? Xin vậy mà không cho là sao? Trời ơi, chứ cái què quặt vậy nè, khổ sở vậy nè, nhà cửa thì không có ở, ở trên núi không à. Chị, sáng giờ chưa có miếng cơm nào trong bụng á. Dạ em cảm ơn chị. Dạ đội ơn chị. Dạ cảm ơn chị, đội ơn chị. Dạ em cảm ơn, nhờ hai người mà em có cơm em ăn. Anh ơi, ăn cơm đói bụng quá. Anh làm ơn cho em xin vài xu ăn cơm đi anh. Dạ cảm ơn anh, đội ơn anh. Em lại anh, em đội ơn anh. Không lẽ về đông quá trời đông luôn mà. Có mấy người đi qua đi lại chắc chết tôi quá. Chị, trời ơi, em đói bụng quá đi không nổi luôn rồi chị. Dạ, em đội ơn chị, cảm ơn chị. Nộp vô công quỹ. Chị cho em xin vài xu em ăn cơm đi chị. Dạ, đúng là cái gì gian xảo vậy là làm bộ diễn què nó khóc ha lết ha. Đúng là nó rồi. Mỗi giò gần chết luôn. Trời ơi, cái đường rộng lớn gì mà có mấy người như sao, hôm nay chắc lỗ sở hụi quá. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ôi, lại cho ông con đi qua lại bà đi lại. Dạ ba ngày nay con chưa có hộp cơm nào trong bụng hết, con đói muốn xỉu luôn rồi. Đó là ba ngày nay còn tôi cả tuần lễ đấy không có một miếng rau trong bụng rồi. Dạ chân con bị què, bây giờ bị què rồi không có làm ăn sinh sống gì được hết đó. Làm ơn cho con xin vài đồng đi. Nó còn trẻ, nó què mới có một chân à. Còn tôi già tôi liệt nghe chân đi không có nổi rồi. Bà con của ba ơi, cho tôi đồng vô các bà không qua ngày. Dạ bà con ơi, lục phủ ngũ tạng của con thầy Lan nói là chỉ còn một tháng nữa là con đi về chầu ông bà này. Làm ơn cho con xin chén cơm con ăn đi. Một tháng mà không mua gì. Dạ. Tôi chết ngắt liền tại chỗ đi giờ nó ra. Ông già, giận mặt với tôi không dạ? Ông làm gì mà tôi nói một mà ông nói ba nói bốn không là sao? Dạ bà con cô bác ơi, làm ơn cho con xin vài đồng lẻ. Dạ cảm ơn, ăn cơm qua ngày. Dạ cảm ơn chị nhiều. Cô ơi, đồng nghiệp thôi mà. Thấy chưa?
Đâu phải là già là ngon đâu, què mới ngon nè, thấy chưa? Chị ơi, trời, lục vụ ngũ tạng em sao có tiêu hết trơn rồi, em còn sống có 1 tháng nữa. Dạ, bỏ vô. 1 tháng rồi tôi chết liền tại chỗ ra nè. Dạ, bỏ vô chị, bỏ vô đi chị. Dạ, cảm ơn chị, dạ em đội ơn chị. Đâu rồi? Trả của tôi, của tôi không? Dạ, anh ơi. Trời ơi, em khổ mà anh, chân em què nè anh. Em đâu đi bình thường giống như anh được đâu anh. Nó còn trẻ mà tôi già quá rồi. Dạ, cho em, dạ em cảm ơn anh. Dạ, em đội ơn anh. Dạ, anh, ủa, bật. Gì kì vậy? Gì kì? Cha dạ, giỡn mặt, giỡn mặt với tôi hả? Gì vậy? Vừa phải thôi nha. Nãy giờ nhìn ông lắm rồi. Ông đừng thấy tôi què quạt. Bây giờ làm sao? Vì què là què giả thôi nha. Ông mới đi đầu trên cái xóm dưới, hỏi đại ca thịt sùng là ai không? Là tôi nè. Muốn vô cái khu này ăn xin là phải xin phép tôi, phải chia cho tôi. Chú la quá, tôi còn phát sợ luôn. Chú Hai ơi, chú ngồi xuống đi, tôi hỏi chú chút chuyện nè. Nói gì? Không có nói gì hết trơn á. Tất cả tiền bạc tôi đưa cho chú hết trơn hết trời rồi đó nha. Rồi chú nói sao tôi nghe vậy? Gì? Bây giờ mình biết điều quá, biết điều. Vui ha. Được. Chú. Gì? Ngồi xuống. Hả? Bỏ tiền vô cẩn thận ngồi xuống nha. Có tiền là sao cũng được hết đó. Tứ hải giai huynh đệ ha. Trời chút coi. Vô cho là mày chú hỏi thăm chú. Chú còn trai tráng mạnh giỏi vậy nè. Mà sao mà phải giả què, giả lết này kia nữa. Đi xin tới xin lôi gian xin gì chú không biết mắc cỡ hả? Giả què đi ăn xin là một nghệ thuật rồi nha. Thôi. Ngày ngày tôi phải về tôi nằm tôi suy nghĩ là cái câu nào phải gọi là bi đát nhất nè, tha thiết nhất mà gọi là làm cho người ta thương mình nhất để người ta cho mình tiền. Không thấy không, què đâu sung sướng gì đâu. Tôi già cả rồi chú đừng có bài cái trò mình nói lý lẽ với tôi không có nghe đâu. Nghệ thuật cái gì trái tán là mình phải làm ăn cho nó đàng hoàng. Cũng muốn nở mày nở mặt với thiên hạ vậy. Ai mà không muốn đâu. Nhưng mà chưa tới thời vận thôi. Tôi nói cho ông biết, thời vận mà tới thôi. Thạch sùng này hả, không có hèn nhát như vậy đâu. Bà ơi, bà ở nhà không mà không lên tiếng. Đi đâu rồi phải không? Dạ, bà ơi, bà. Em nè, em đang nấu cơm. Trời đất ơi, cũng không lên tiếng đi cho người ta biết nữa. Tôi đang đói bụng gần chết. Em nấu rồi nè. Trời đất ơi, cái nồi của tôi. Trời ơi, cái nồi của tôi. Ây da. Trời đất ơi, tự anh có sao không? Chết rồi, có sao không vậy? Hả? Bà nghĩ sao vậy? Dạ. Cái nồi này, mười mấy, 20 năm trời tôi không dám đem ra tôi xài. Dạ. Mà bà nghĩ sao? Hôm nay bà đem ra bà nấu cơm làm sao? Chồng ơi, tại này cái nồi này nó bị bể rồi nè chồng. Ở dưới nó nứt, nó chảy nước trơn à. Em đâu có nấu nước để luộc khoai cho chồng được đâu. Em mới lấy đỡ nồi này. Lấy đỡ đi. Tôi đã nói bà rồi. Bà muốn làm cái gì vô trong nhà này? Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì bà cũng phải hỏi tôi. Dạ em biết rồi. Tại vì sợ mình về không có gì mình ăn nên em mới làm vậy. Lỡ rồi. Dạ. Thì cứ việc nấu luôn đi. Nhưng mà lần sau á phải hỏi tôi chứ. Dạ, cảm ơn chồng. Ừ. Có cơm chưa? Đói bụng quá. Dạ, hết gạo rồi. Em nấu nước sôi để nấu khoai thôi à. Nấu khoai hả? Dạ. Thôi kệ, ăn đỡ đi. Để dành tiền mới được. Dạ, chồng. Hử? Mốt để dành tiền nhiều, có tiền á chồng thoải mái với em chút nha. Sang với em chút cho nấu nồi đẹp chút nha. Bà cứ yên tâm đi. Mai mốt á, mà tôi mà giàu á hả? Dạ. Bà sẽ được ăn sung mặc sướng. Quần này áo nọ, đồ đạc kia. Bà không thiếu cái gì đâu. Bà cứ yên tâm đi. Thiệt hả chồng? Nhưng mà bây giờ á, mình còn nghèo. Dạ. Đúng không? Dạ. Mình tiết kiệm chút. Để mai mốt mình giàu á, mình tha hồ thoải mái. Vậy mai em nấu nửa củ khoai cho mình thôi ha. Ừ. Mình. Hả? Có chuyện này lạ lắm nha mình. Cứ mỗi lần mà bà nói lạ là tôi mắc cười à. Cứ lạ tôi mắc cười à. Cái chuyện lạ của bà nó rất là ngộ nghĩnh nha. Dạ. Hỏi chị, con kiến mà bò ngang qua trời nó nói đuôi theo hàng nhau mà cũng nói trời ơi con kiến nó lạ quá.
chị này lạ hơn chồng ơi. Đâu mà thử nói lạ lạ làm sao? Em thấy hai con trâu đực. Hai con trâu. Thấy chưa? Vui không? Dạ. Cái này vui nè, cái này dạ. Vui nè. Cái này lạ ơi là lạ luôn lạ nè. Không, chồng? Ngày nào tôi cũng thấy ngoài ruộng hết á. Không, từ ở dưới nước nó trồi lên. Trời ơi, từ dưới nước nó trồi lên. Mà nó hút nhau nữa. Mà nó cái gì? Hai con trâu đực từ dưới nước trồi lên, nó hút nhau. Lạ không ạ? Thời của ta đã tới rồi. Hai con trâu hút nhau sao tới thời của mình? Chắc bà không có biết gì hết trơn à. Sắp tới đây sẽ có lũ lụt, hạn hán. Ta sẽ đói kém dữ lắm. Lúc đó ta sẽ trúng bánh lớn. Trúng bánh lớn nữa. Trời ơi, thiên tai lũ lụt vậy mà mình nó trúng bánh cái gì? Không lo đói đây nè. Đói cái gì mà đói? Chờ một chút đi. Thiên cơ bất khả lộ. Mình đi đâu vậy? Mình đi đâu vậy mình? Chờ chút. Nó đi rồi. Đẩy gì vậy mình? Tèn. Mình ơi. Tèn. Mình ơi, tiền đâu nhiều dữ vậy mình? Bao nhiêu năm lặn lội bò lết để đi ăn xin kiếm được nhiêu đây đó. Vậy mà hôm nay mình để cho em ăn uống vậy nghèo khổ quá. Giờ có tiền có vàng rồi, mình tính lấy ra làm gì? Mình cho em ăn sung mặc sướng đúng không? Phí phạm, không có được xài như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, bà đem những số tiền này nè. Dạ. Đi xuống mua tất cả lúa thóc gạo của nông dân để trong nhà. Mình cứ gom hết về đây đi. Dạ. Xong mình cất trong kho của mình. Để mình... vài ngày nữa, nếu như có thiên tai lũ lụt, người ta sẽ bị đói kém, người ta sẽ không có gạo thóc người ta ăn. Nhưng mà mình mua nhiều quá, mình ăn sao hết? Ăn cái gì mà ăn? Để mình dự trữ, mình bán, mình kiếm lời. Hiểu chưa? Mình bán vậy hả? Ừ, mình cứ lấy hết số tiền này, mình mua gạo hết đi. Xong mình cất trong kho của mình. Cái mai kia mốt nọ, nước mà nó dâng lên cao, chắc chắn bà con sẽ đói kém, không có lúa thóc để mà ăn. Lúc đó mình sẽ đem gạo của mình ra. Một hộp gạo mình sẽ đổi lấy một sâu. Còn nhiều quá vậy hả mình? Bà có hiểu gì chưa? Chưa. Rồi từ từ bà sẽ biết. Đúng là cái thằng này nó vô lương tâm thiệt. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, trời làm cơn lụt khủng khiếp, cuốn trôi đi hết nhà cửa hoa màu súc vật. Dân tình lâm vào nạn đói chưa từng có. Lương thực lên giá cao gấp trăm gấp ngàn lần ngày thường. Chỉ mỗi nhà Thạch Sùng ở hang trên núi cao là còn nguyên vẹn. Và y cũng đã kịp lập một kho gạo bằng tiền tích trữ từ cái nghề ăn xin cả đời của mình. Thế là cơ hội đổi đời của vợ chồng Thạch Sùng đã tới. Y mặc sức bóc lột người dân nhân lúc họ đang lâm vào cảnh đói khát, thu lợi gấp trăm gấp ngàn lần vốn liếng bỏ ra. Tiền đẻ ra tiền, y bắt đầu kinh doanh sinh lợi. Nhà cửa, tài sản, đất đai dần dà chui hết vào tay của Thạch Sùng. Đột ngột giàu lên ngang hàng cự phú, Thạch Sùng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Y bắt đầu quên quang khoác lác. Phải nói nha, đời người ta không có biết trước bất cứ một cái điều gì hết mấy quan ơi. Ta nói hồi xưa hả, bị người ta coi khinh coi giống như cái nùi vẽ rách vậy đó. Ta nói bố thí cho tôi không à, còn bây giờ đâu có. Bây giờ đó, tôn vinh tôi giống như một thần tượng vậy đó. Chưa kể là tôi còn phải bố thí ngược lại nữa mà. Nói cũng không nổ gì, nói tài sản giờ cũng nhiều rồi, vô số rồi. Tuy là mấy quan ở trên chứ chưa chắc tài sản bằng tôi đâu à nha. Ta sinh ra do vốn gia đình quyền thế, ta chưa từng bươn chải như huynh. Huynh quá tài, bái phục. chuyện nhỏ mà. Hào phú Thạch Sùng á, đức tiếng vô địch thiên hạ. Bọn ta là quan lớn mà tài sản chưa bằng huynh. Bái phục. chuyện nhỏ mà. Nhìn bề ngoài á thì Thạch Sùng huynh đúng là cự phú, không ai địch lại. Nhưng... Nè, Trần Đại Quang. Ha, ý huynh nói là sao vậy? Ý huynh nói Thạch Sùng tôi chỉ có cái vỏ mà không có cái ruột đúng không?
Kìa, Trần Đại Huynh sao lại lỡ miệng như vậy? Tất nhiên là huynh thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc, gia sản thì kế thừa bao đời nay ai cũng biết. Nhưng mà nhìn xem tài sản của ngài Thạch Sùng đây là mới kinh, không ai có thể thống kê số lượng được bao nhiêu nữa, chứ đừng nói chi là so bì. Riêng cái đội tàu thuyền mà đi năm châu bốn bể kia đó là phát khiếp rồi. Quá khen, quá khen. Đó là chưa kể tôi tớ gia nhân hầu thiếp chưa thua một nguyên gia nào hết á. Phải nói hai quan ở đây rất là biết nhìn người, nhưng mà bây giờ muốn cái gì là có cái đó. Nói khí không phải, Thạch đại gia đây tự hào là mình là người sở hữu mọi thứ trên đời này à. Nói cho Trần Đại Quan nghe, bây giờ đơn giản một điều thôi, tôi có tiền mà, tôi muốn mua cái gì cũng có hết, không có bất cứ cái gì trong nhà tôi có gọi là thiếu hết. Không biết Trần Đại Quan sao thôi. Ta thân là Dương gia, chẳng lẽ những gì ngươi có mà ta không có? Không ấy, bây giờ tôi với ông so tài đi, so gia tài có người nào giàu hơn người nào nha. Sẵn có hai quan ở đây mà, làm chứng đi, coi cái gì tôi có mà quan anh đây không có, hoặc là cái gì quan anh có mà tôi không có. Nhà ngươi thật là hồ đồ, dám đi so tài với ta. Tên khờ học làm trưởng giả. Vậy tôi hỏi Trần Đại Huynh, Trần Đại Huynh có dám đánh cược với tôi không? Rồi, bỏ đi. Bỏ đi. Ai cũng giàu hết mà. Bỏ ha. Tôi thì không sao, chỉ sợ là Trần Đại Huynh không dám đánh cược với tôi thôi. Sức láo. Ta đường đường là một người quan của triều đình, là một Dương gia vọng tộc, vậy mà người dám đem tài sản ra mà thách đố với ta, thật là không ra hệ thống gì hết. Xin lỗi. Nhưng mà thật sự là vậy mà. Ngài có dám đánh cược không? Ta cần gì có cái hạng trọc phú như ngươi. Trần Đại Huynh, bây giờ tôi với ông đánh cá với nhau đi. Nếu như người nào thua, tài sản của người thua sẽ thuộc thẳng về người thắng. Ngài có đồng ý hay không? Ta biết mà, nói thử thôi. Còn mặt ông nhát kìa. Yếu thì đừng mà đặt ra gió, về nhà cạo gió đi Huynh. Thôi, Hòa đi. Thôi được, ta đồng ý. Quyết định gì đi. Ai cho bà ra đây vậy? Dạ, tại em thấy hết nước nên em pha ấm mới cho mình uống á mà. Tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi, cái phòng khách này không phải là dành chỗ cho bà. Cái chỗ của bà ở nhà bếp kìa. Dạ. Đi ra sau bếp cho tôi. Bực dạ. Mình Mình ơi, mình cho em nói câu được không mình? Bà muốn nói cái gì? Hồi mơ này á, em ở đằng sau. Em... vô tình em nghe câu chuyện mình nói chuyện với các quan á. Nhiều chuyện. Em thấy vậy nè mình. Em thấy mình không có nên làm phiền lòng của Trần Đại Quan. Bởi vì dầu sao người ta cũng có chức có quyền. Với lại người ta giàu từ trong trứng nước giàu ra mà. Mình thi thố rồi lỡ như có gì không có nên mình à. Bà im miệng lại coi. Bà im cái miệng của bà coi. Giọng lưỡi y như là mấy thằng cha quan coi thường hả? Được, để coi tôi ông người nào hơn nhau. Còn bà nữa, nhiều chuyện là cái gì? Xen nhiều chuyện của đàn ông là cái gì? Đi ra làm sao cho tôi? Tôi dạ. Đã nói cái nhiệm vụ của bà ở đằng sau bếp. Dạ. Không được bước chân ra đây, bà biết chưa? Nhưng mà mình ơi, bây giờ em không nói á, lỡ như có chuyện gì xảy ra làm sao hả mình? Chẳng lẽ tài sản mất hết trơn hết trọi rồi vợ chồng mình lại trở lại như cái thời xưa mình đi ăn mày ăn xin sao hả mình? Bà câm miệng bà lại. Chưa thi thố, chưa có coi ai hơn ai được mà bà đã trù quẻo tôi rồi. Tôi nói cho bà biết nha, nể tình hồi xưa bà theo tôi khố rách áo ôm nghèo khổ, bây giờ tôi mới cho bà ăn sung mặc sướng quần là áo lụa.
phải biết giữ thân giữ miệng của bà đó. Dạ. Bà mà bếp xếp bếp xếp tôi cho bà ra khỏi nhà bây giờ đó. Em biết mà, từ lúc mình trở nên giàu sang đến bây giờ á, mình coi em như là tôi tớ trong nhà vậy đó. Nhưng mà nếu như em không nói, em không can gián như mình hôm nay, lỡ như tới cái ngày thi thố mà mình thua người ta, thì tất cả những công sức, những ngày mà mình ăn xin ăn mài để có được, thì vợ chồng mình sẽ mất hết. Mình sẽ trở lại như thời ngày xưa, mình lấy lết hết làng này tới làng khác, mình ăn xin ăn mài nữa đó mình à. Không không, tôi nói cho bà biết, tôi sẽ thắng với thằng cha Quang đó cho bà coi. Bà, tôi chưa thi thố mà bà ở đây mà cứ trù quẻo tôi hoài là sao? Bà đi ra khỏi nhà cho tôi đi. Mình, bà đi ra khỏi nhà, tôi không muốn thấy cái mặt của bà ở trong nhà của tôi nữa, cái mặt xui xẻo nè. Đi, đi lại lên. Nè nè nè, chị kia. Dạ. Dạ con chào bác. Ừ. Chị có cái gì oan ức dữ lắm mà sao mà có vẻ sầu khổ bi thảm vậy? Dạ đúng rồi bác. Ủa mà bác là ai vậy? Ủa mà hình như bác... là chị là phu nhân của hào phú Thạch Sùng phải không? À, làm giàu trên đầu trên cổ thiên hạ mà, bây giờ đâu có thua ai đâu. Mới ngày nào đi ăn xin khắp nơi, bây giờ đặt làm phách. Dạ mong chị thông cảm giùm cho, tôi không có khuyên cản ông được. Bây giờ ông có tiền rồi, đồng tiền làm mờ mắt ông hết rồi. Tôi cũng bị đối xử tệ bạc chứ có sung sướng gì đâu. Hắn đuổi ra khỏi nhà rồi à. Ngày sao hắn đuổi? Ông nói con già rồi, bên cạnh ông quá trời người phục vụ lo lắng cho ông, trẻ đẹp không à. Thật là quá đáng, ngay cả vợ của hắn, hắn còn đối xử như vậy. Đừng có nói chi về dân mình, bóc lột tận xương tận tủy của người ta, trời cao cá mắt, thế nào rồi hắn cũng hả bị trừng phạt cho mà coi. Bác biết không, bây giờ ông giao du với mấy người giàu có không à. Nghe nói ông đang thi thố gì á với ông gì Trần Đại Quang đó. Thi thố tài sản với nhau, nếu như mà ai thua là giao hết tài sản của cải của mình đưa cho người khác. Trời ơi, đồ đẹp quá chị ơi. Trời ơi, cái ông Thạch Sùng này ông có gì món đồ còn đẹp hơn của ông Quang nữa chứ, bây giờ tôi thấy á. Đúng rồi, đó, coi tiếp đi, coi tiếp đi. Vật thứ 1002 đó là ngọc lưu ly 34, ai có mang ra. Bắn bi cái chơi. Ai cũng có. Vật phẩm 1003 cấm thượng hải, ai có mang ra. Người hãy nhìn đây, coi như ai cũng có. Vật phẩm thứ 1004 đó là sừng tê giác. Khoan, muốn đầu hàng phải không? Nói sớm đi, không có sừng tê giác thì để tôi nói gia nhân tôi đem ra cho ông coi, ông chiêm ngưỡng. Thu xếp ba cái vụ này á, sớm tôi còn về bên nhà ông, tôi còn kiểm kê tài sản của ông, thêm mấy con vợ của ông nữa chứ. Nè nè nè, nhà ngươi đừng có sất láo. Ta nói là ta phải giữ lời, nhưng mà ta muốn thư giãn chút lát. Thư giãn? Hắn sẽ không chịu thua đâu, tôi biết hắn mà. Trong nhà hả, không thiếu cái gì thật à? Đúng vậy. Rồi từ ngày mà giàu đột ngột lên hả, đồ cũ đập hết, mua lại đồ mới mà toàn là đồ xa xỉ không à. Thôi im đi, đừng có nhiều chuyện quá. Nó đấy, thằng này càng ngày nó càng giàu, còn dân tình của mình càng ngày càng nghèo đó. Hắn có những thứ được ngày nay á là do hắn dư giác của dân làng mà có đó. Vậy thì mình phải ra tay ngay. Xin chào Quang ạ. Dạ. Tôi chính là người sẽ hướng dẫn cái cách thức để cho Quang thắng cái cuộc thi cá cược này đó. Ông là ai?
thì tôi chỉ là người bình thường thôi. Nhưng mà những điều kiện, những phương pháp mà tôi sắp nói ra đây đó là không phải xuất phát từ quyền lợi của quan không đâu, mà xuất phát từ quyền lợi của người dân trong làng này. Của ai thì phải trả cho người đó. Đó là ý trời. Đây là cuộc tỷ thí. Nếu tao thắng, ta có thể thâu tóm hết tài sản của hắn. Tại sao lại chấp nhận điều kiện kỳ quặc của ông đưa ra? Nếu quan nói vậy thì tôi xin kiếu. Xin kính chúc quan bảo toàn được tài sản của mình. Đứng lại! Ông có chắc là ông giúp ta thắng cuộc không? Nếu vậy, ta sẽ bằng lòng. Ông nói đi. Dạ, trước khi kẻ hàng này bắt nước cho ngài, xin mời ngài ký vào cái bản giao kèo này. À, nhưng mà ta ký vào đây, ông có chắc là ta thắng không? Tôi nghĩ là có. Được, vậy ta sẽ ký đi. Ta hiểu rồi. Hay, ông hay lắm. Sao, thư giãn xong chưa đại huynh? Mình có thể thi tiếp được không? Vật phẩm thứ 1005. Khoan, chuyện gì? Thua phải không? Nói sớm đi. Nhà ngươi đừng có vội mừng. Để cho cuộc chơi kết thúc sớm, ta và ngươi sẽ đánh một cuộc sau cùng. Ông cứ nói, cứ nói ra đi. Ta sẽ sướng lên một vật, nhưng nếu về phía Thạch Sùng không có thì cuộc thi coi như kết thúc, phần thắng sẽ thuộc về ta. Được, nhưng mà ông phải có. Dĩ nhiên, vật phẩm này ta có, tất cả mọi người trong thế gian đều có, chỉ riêng Thạch Sùng nhà ngươi không có. Ông lão, tôi cho ông biết, tất cả những vật dụng trên thế gian có, Thạch Sùng ta đều có. Ông nói đi, vật đó là vật gì? Người hãy bình tĩnh. Vật đó chính là một cái mẻ kho. Cái mẻ kho làm gì ta không có? Giai nhân, đem mẻ kho ra cho ta. Lên lên. Có không? Giai nhân. Cái gì? Cái gì không có? Hả? Cả cái nhà mẫu lớn mà không có hả? Cái gì tiền cho ta? Cái gì tiền cho ta? Nhà ngươi có không? Có sao không có? Chờ một chút. Hãy mang ra. Từ từ. Làm dữ vậy? Thạch Sùng mới có mẹ kho. Thua đi. Giao tài sản đi. Giao tài sản đi. Thua đi. Ta không thua. Giai nhân đâu? Giai nhân đâu? Có chưa? Dạ thưa, ông đã đập bỏ hết rồi. Cái gì? Cả một cái nhà mà không có mẹ kho hả? Đồ vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Phải tìm hết chứ lạ, phải tìm hết. Thấy chưa? Không. Giao tài sản đi. Ta không thua. Ta không thua. Ta không thua. Ta không thua. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không thua. Tất cả mọi người hãy bình tĩnh. Ta xin tuyên bố, cuộc thi đã kết thúc. Người thắng cuộc là ta. Tất cả tài sản của Thạch Sùng sẽ thuộc về ta. Không, không, không. Ta có mấy kho mà. Ta có mấy kho mà. Không thể nào. Ta có. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tài sản này không thể của quan được. Tại vì quan đã ký vào cái tờ giao kèo này rồi. Ta nói ta sẽ giữ lời. Tất cả tài sản của Thạch Sùng sẽ thuộc về tất cả bà con. Của ta mà, của ta mà. Ta không thua, ta không thua. Tài sản của ta mà. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Tài sản của ta mà. Không, mấy người không được lấy của ta. Không được lấy của ta, trả lại cho ta đi. Ta xin mấy người, ta xin mấy người mà. Trả lại cho ta đi, trả lại cho ta. Vợ ơi, không thể nào. Tôi không thể nào đi ăn xin nữa. Không thể nào. Vợ ơi, vợ ơi. Không, không thể nào. Không. Thật xung, bây giờ mà nhà ngươi có chắc lưỡi tiếc rẻ nữa thì cũng đã muộn rồi. Mấy đứa đừng có làm cái lần lần vậy. Chân không bị sưng rồi nè.
Con thấy lúc dân làng công kinh ông, chắc ông bị té phải không? Lúc đó vui quá thành thì không thấy đau, mà về tới đây mới thấy đau. Nhưng mà mấy cháu đừng có ồn ào quá, người ta không biết, nó phiền à, nó biết không. Bây giờ mấy cháu chạy ra ngoài chợ đó mua giùm ông mấy cái thuốc nam với nhau, ông bố cái chân về là nó hết đau rồi chồng. Dạ biết rồi. Xui thiệt nha, mình già rồi, mới nhảy nhót có chút xíu mà mình chặt chân chặt cẳng như vậy, thấy không? Rồi không lẽ rồi không cho tụi nó đi chơi, không lẽ rồi chờ cho mình lành lặn rồi mới cho tụi nó chơi thì sao được? Dạ ông Tám cho tụi con mượn đi chơi đi, cho ông Tám giữ làm gì? Lanh ghê ta, trời ơi, vậy bỏ ông mình ở nhà buồn yêu vậy hả? Thì đi xong về tụi con kể lại. Nếu như không có anh quan tâm chăm sóc cho thằng em mồ côi này thì em không biết làm sao mà em học hành được tới nơi tới chốn. Anh một ngày sáng láng như vậy, đó cũng là phần phước của anh. Cứ làm mới có ăn. Cái thằng đó nó hả, tao nhìn cái mặt nó gian xảo lắm á, mày cứ còng lưng mày làm mày nuôi nó hả, chưa chắc gì nó đã biết ơn mày đâu. Ủa dì ơi, tôi nhớ đầu chuyện của Thiên Trả Địa mình phải xuất hiện ở bến đò chứ. Vậy là mình đi lộn chỗ rồi. Mày láo mày, mày kêu quan tao bằng thằng hả mày? Dạ em là anh kết nghĩa của Thiên. Dạ cách gì cách, nhưng chính nó ra người để làm vợ của anh Địa đây. Dạ con hỏi với Thiên ghê. À tôi hiểu ý ông rồi. Em chắc chắn á, đó chính là Thiên. Tôi thấy bộ dạng của anh như vậy, hắn coi thường, không có dám nhận bạn này ha. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin được em mà. Muốn mời được quan con á thì phải trải chiếu qua, lót đàn, vàng treo ngõ, và quan con mới qua. Anh à, anh nó còn thương thằng em rồi nữa. Bây giờ em cần gì, tôi nói đi. Anh chỉ cần gì, chúng ta đổi vai với nhau đi.